trong Sài Gòn đúng không? Bây giờ ngoài rồi Mỹ là ổn định rồi đấy. Làm chế độ quân quán được thời gian tháng là mình ở chế độ quân quán Sài Gòn. Đang ở cái chỗ ngã tư Bình Chánh ấy thì chú có lại anh thì Tây Ninh. Hôm sau là mới đầu được lệnh coi là chuyển về tăng gia của chú Đồng Nai. Thời gian đó là đơn vị chú có tăng gia và trồng cỏ mục đích là cái đơn vị làng hà đó là nuôi bò sữa, là đang trồng xong thì coi như là đơn vị tăng gia thì gồm trồng lang, trồng lúa, trồng ngô lúa 6 tháng, trồng ngô đủ, nhưng mà cũng chưa kịp ăn, đơn vị lại tốc đi. Nhưng mà đến cái thời điểm đó là khó khăn coi như là phía Bắc là bộ đội chỉ được hưởng có 9 cân một tháng là xuất có số dư ra là phía Bắc là rất căng thẳng. Bắc là khó khăn về cái lúa gạo. Thì tháng 9 năm 77 đó là vào đến Tây Ninh, cái chỗ Sa Mát Tây Ninh á, là được cái đơn vị coi như là sát nhập vào coi như là sư năm là nó có trung 174 là quy 16 này sát nhập vào luôn. Sát nhập vào thì coi như là đến hôm sau thì phát quân từ tràng y như trong lúc đi bầy, đầy đủ các thứ. Tháng 9 năm 77 mình hành quân lên Sa Mát Tân Biên đúng không? Rồi được đến đó rồi. Xong lúc đó là mình còn cư trú lại đánh một trận xong rồi mới đến ngày mai dọn dẹp cái số người chết á. Ở đâu vào đây thì mình mới bắt đầu hành quân vào cầu 15. Bắt đầu mới được lệnh là tổng tấn công lên đội 62 đấy. Cái đấy thì mình Campuchia là nó xung đột càng ngày càng lấn sâu vào đất liền mình. Thì đơn vị cũng trong tháng 9 77 đó thì hành quân lên Sa Mát Tây Ninh, được đúng là được một ngày lên, đó là được đúng 4 giờ chiều lên đó nè. Thì lên đó thì cái khổ là nguy hiểm nhất là cái ôi thối là xin lỗi chứ coi như giáo viên thì người miền Bắc vào đấy là dạy học về học sinh, rồi là các cố già thì không kịp chạy, thì trẻ thì nó cái cỡ nó không dùng đánh đập gì quá, hắn hai người hắn xách lên nó chém tước cho trẻ con á, xé đôi, vâng, xé đôi ra thôi. Còn giáo viên thì xin lỗi thì nó lấy cây sắn nó thuấn, ác mức độ như nó không bắn đập gì cả, nó thuấn mái thì bằng huyết rồi tay chết rồi. Mức độ ấy. Còn các cố thì nó chặt, tìm được người thì không có cái đầu, lắp ráp cái đầu thì không biết là cái đầu cố nào, ông nào, cái người Việt mình tăng ra, tức là đi kinh tế mới ở đó đấy, là cũng gọi là cái không được là chính xác của cái đầu người thì lắp ráp vào, không, cũng lắp nhưng mà nó cũng sai, chắc chắn nó sẽ sai. Vâng, cách hôm mấy hôm ấy là nó tàn sát cái dân cái khu ấy nè. Cái khu đấy là ở đâu anh nhỉ? Hắn gọi là Sa Mát Tây Ninh. Dạ. Hắn là cái chỗ cửa khẩu hiện bây giờ đó. Dạ. Ai lên đó là cái tạm dừng, đơn vị hành quân tạm dừng đó. Dạ. Đúng không? Là thu dọn chiến trường các thứ này nè. Rồi đêm thì hắn mò vào. Nó quần áo là quần áo dân sự, quần áo xo loãng. Nó không đội cái mũ của Trung Quốc nữa. Rồi nó quần áo Trung Quốc nữa, mặc quần áo đen. Hắn mò vào hắn ném lựu đạn thôi, đơn vị thương mất mà anh tên là anh Thắng ở Yên Thọ đây. Bước đầu là bị thương mất người rồi. Rồi đến đây 2-3 ngày thì coi như đang nói hành quân đấy. Quân tứ trang là hành quân để mà qua rừng núi rồi là sình lầy dân chôn, chôn cất. Xong xuôi thì coi như là cũng một số coi như cái tuổi mình bộ đội về đấy họ cũng cỡ tuổi thanh niên. Hoặc là cái trò trung niên họ cũng quay về đó về chôn cất. Quân chôn cất xong thì coi như là cũng chỉ có họ thôi biết được họ tên, rồi giáo viên thì chắc có lẽ giáo viên thì họ cũng như trẻ thì họ cũng 3-4 người hắn chôn đấy, hắn chôn vội chôn vàng ấy mà. Rồi là bắt đầu hành quân 2-3 ngày sau thì hành quân. Hành quân thì cũng nói
thì trên đường hành quân thì cũng đầy gian nan, rồi là nước này, trời thì mưa nè, rồi là có khi là 3-4 tiếng là đi cái sình lầy, như nhiều đơn vị nó bụi rồi nó bẩn lên chứ, ngứa lắm, cái cỏ các thứ, lồng cỏ các thứ ngứa. Đấy, qua các cái tuyến đường đi, đơn vị đi là đôi bên thì nó chặn đường của bốt, nó khó lách lẻo đi, hát bị lộ thì phải đi chính xác các thứ, coi như là phải đi con đường đó. Con đường đó là trải qua nó hắn cũng lúc mưa, có lúc thì nó nắng, có lúc thì nó cứ bước qua là cái trình lầy, phải chặt cái cành cây rồi ngoác ba lô lên là được nghỉ thôi. Là cái cầu 15, cái chỗ anh nói đấy, là cái đoạn nó cũng có gần 2 cây số, mà nó cái bùn nó thì nói xin lỗi, nó mình thấp thì có khi gần tới đây này. Đấy, nhưng mà nói chung là bùn lầy, xe cộ không đi được mà, chỉ có phải đi bộ. Thì nói chung là phải quyết định là đi thẳng cái đường đó, bởi không có đường sang hai bên thì lại sợ lại gặp địch. Thế hành quân phải đến mấy tiếng mới qua được cái đoạn đó, nó sình lầy quá. Vâng, nó là như vậy. Thì sau thì lúc đó là tới cái chỗ gần đồi sau hai, cách đó khoảng 1 cây số, thì đơn vị họ cho nghỉ đi, tập kết lực lượng để ngày mai mới tấn công. Thế là cái tiểu đoàn ta đây anh, là K2 ta là được lệnh là tiểu đoàn 7 là tiểu đoàn anh hùng, thì cho một tiểu đoàn đánh thôi mà. Một tiểu đoàn thì 4 đại đội đánh. Thì lúc đó đánh lên thì nói chung đầu tiên là cấp trên cũng cho cuối 82 tấp, với lại pháo coi như là tầm xa của mình ấy, sư đoàn ấy cũng tấp. Nói chung đánh cửa khoảng 30 phút gì đó, cấp tập hỏa lực đấy. Thì lúc đó cho bộ binh đánh lên thì nói chung cũng không thấy cái gì cả. Nói chung là hầm hố, thì nói chung mấy ông công an cũng đào hơi kém. Nó không lút được cái đầu anh ạ. Cái đất đấy, chỗ đó đất đó ông đây anh còn nhớ không? Vâng, cái đấy. Thì lúc đó chiếm là với tôi thì cái K2 đấy là thuộc ca anh hùng, là cho lên ví dụ như cái núi bên kia cho lên trên đỉnh, trên hán trên đỉnh. Còn đại đội 3, đội 4 thì là ở dưới chân dốc. Đấy. Còn cái chỗ đó có một cái khe càn thế này róc rách em còn nhớ. Thì đang hôm đấy là chết sông xoan, là còn hai anh em với cái ông hàng hóa đó hôm đó đó. Cái gọi là cái tiền đoàn tiền bài anh hùng, là nó nằm vào cái gọi là phía đông của cái thị trấn Phung Đa của nó, cách nhau khoảng đủ 1 cây số gì đó thôi, nhìn thấy rõ lắm, dèo lên cây nhìn thấy rõ lắm, cái thị trấn lên ạ. Thế thì coi như là bố trí coi như là đào hầm, rồi các thứ là ở 3 cửa, đại đội 2 là ở bên chính diện, đại 1 là ở phía tay trái, đại đội 3 là phía tay phải. Đánh tiếp tục là cái gọi là cái đơn vị của nó là bốn này, hắn cũng mạnh là hắn là cái sư đoàn 60 của nó là cái đơn vị mạnh nhất của đơn của cái lính bốn này. Này là ta chỉ có một tiểu đoàn mà hắn đánh bật đại đội 2 cũng bật luôn, đại đội 3 nó chốt nó khóa luôn trong 3 ngày và không ra được, cái đại đội 3 không ra được, đang nói chết rồi các thứ, rồi có anh Nam này cũng bật ra, còn anh Yêm ở khóa quỷ ấy thì bị thương hô trung phong, nhưng mà hắn quay ban đêm, hắn quay DH7 của mình quay xuống hướng mình nữa. Ban ngày hắn lên, hắn nhìn thấy hắn ngồi hầm mình, hắn dí là sang mình, anh Yêm là cũng là bị cái DH7 của mình nữa, chính mình, nhưng mà anh bị bật chốt, nó đông quá, nó dùng một trung đoàn đánh một tiểu đoàn thì cũng phải bật chết chắc là các thứ, bỏ sót bao nhiêu nó thì không biết nữa, nhưng mà nó có cái là ta cái đại đội 3 ấy là 3 ngày đánh giải tỏa tiếp, lúc ấy là các lực lượng đánh giải tỏa, gọi là thí dụ như là vị trí này coi như ta vòng phía đông phía bắc đánh đến 4 giờ chiều mà toàn là tung lưu đạn, đạn nhọn bắn không gầm rồi kìa, không găm vào cái nhiều cây cối to quá, không ăn thua gì cả. Bên 10-11 thì cứ bắn cầu vòng lên rồi đi, có chỗ nào hơi trống trống là bắn cầu vòng lên thôi. Còn ta là một số DH, cái loại 12-8 ấy, hắn bắn là cái cây bằng đùi này, hắn cũng đứt ngang luôn, nhưng mà nó không vào đâu được 1-2 cây gì đó thôi, nó không vào cái vị trí của nó.
dùng pháo cối các thứ đơn vị cấp tập về cái phía trước của nó tới cái hướng tấn công lên đó. Thì nó ổn được thì mới lấy được cái đại đội 3 ra. Thành thế coi như là cái khu vực cao địa 62 ấy là nó lại phải trở về phía tây, gọi là cách đó khoảng một cây số, nó phía tây gọi là cái ngày xưa gọi là cái hậu cứ của ông Phạm Hùng ngày xưa Minh Huy ấy, hầm nguyên chữa lại thôi, cây cối của nhà ta lấp đất lại thôi, còn nguyên cái hầm các thứ đầy đủ. Rồi cái làng 24, cái lúc này làng 24 thì lại giao cho cái đại đội 1 mà cũng đánh bột luôn. Trung đoàn 4 này đưa một đại đội vào là cũng không được, bởi vì nó tập trung quá, bởi vì nó là súng ở bên ngoài cánh đồng, ở thí dụ như ở đây, nhưng mà hắn chỉ có một tròm cái làng 24 ấy thôi. Ừ. Mà hắn dồn vào coi như là hắn tập trung pháo cối thì nó còn cái chi nữa, nó còn cây cối chỉ còn đất đèn thôi. Pháo cối hắn cũng dùng nhiều cái loại 105 cấp tập vào, còn chúng tôi thì ở bên cạnh, hắn cũng là nằm ở phía cao điểm 62 cách cây số thôi. Sau khi hắn bao vây, hắn đồng quạ bao vây thì để trở ra được 2-3 ngày về quay về cái chỗ này, hắn gọi là cái nó vẫn nằm ở cái chỗ khu đường Lê Xuân, cái đường Lê Xuân hôm đó là còn Hữu Yên là một này, anh nhớ nhỉ. Em là 2 này, với anh là 3 này, với cái thằng Hàng Hóa là 4. Thằng bị bán vô cái đùi đó, tầm 12-8 đó. Ta phải còn bế anh về từ đoàn 8 chứ. Hóa này gì là anh có lẽ không nhớ được. Tôi không nhớ cái thằng nó tên chi, nhưng mà ta phải vác, phải bế anh về đó. Hắn ở Hỏa Lực 12-8. Còn bộ binh ta thì còn có ông Uyên thôi mà, anh có nhớ ông Uyên không? Ông Uyên này, anh này với tôi còn sót có 3 thằng. Cả đại đội. Vâng. Cả đại đội còn có 3 thằng. Sau khi là dồn về cái chỗ cái bộ phận tiểu đoàn trinh sát thế để quan sát thì coi như là đi đánh giải tỏa cho cái đại đội 3 nữa. Sau cái đó thì sau, còn lúc đó mình phải trốn về cái chuỗi tiểu đoàn 8 mà tối. Mấy anh em còn sống sót ở đấy nè. Rồi đơn vị quanh sau khi lại bổ sung thì mới chuyển sang cái phía tây cái khu hậu cứ của ông Hùng ngày xưa. Đó là vậy, đến cái chuyện làng 24 thì lúc đó là mới tạm dừng, là đến bước đầu là đánh trong cái thời gian đó, là hết cái thời gian đó để bị vây cho các thứ, thì đến năm một tuần không đánh khỏi nữa mà nó cắt điện thoại của mình, nó cắt, nó mò vào ban đêm nó cắt không liên lạc được. Cái giờ điện thoại mà ngày xưa có phải mà ta tôn nó cũng khui lên, người ta gọi là thông tin hữu tuyến. Vâng, tuyến mình á, nhưng mà hay bị lộ ở chỗ đó. Còn được vô tuyến điện thì lúc ấy cái thời đại đội chưa có vô tuyến điện, mới có cấp tiểu đoàn có vô tuyến điện đâu rồi. Thế cũng phải bằng trinh sát con người để mò vào lấy bộ đội ra khỏi cái vùng ấy, là đi từ 7-9 giờ là 4 giờ sáng vừa đi mà ngủ ở trên lưng ấy mà nhau, mà cứ phải không cho nó động cái lá cây. Ban đêm là cứ anh đi sau thì bám cái vai, anh đi trước chở cái áo thế này. Bám mình là nhưng mà ban đêm là nó nghe động ấy là nó cứ xả bắn thôi mà, ném lựu đạn thôi nè. Rút quân cả đơn vị, cả anh Nam bên này, cái chỗ cái vị trí làng 24 là rút quân ra hết đi để bố trí cho các đơn vị khác. Bởi vì là chúng tôi là chuẩn bị chuyển lên Lộc Ninh lúc nãy nè. Vâng, cái thời điểm đó nè. Thế thì cái hết cái giai đoạn đó coi như là cái qua cái ác liệt đấy là đến sáng hôm sau 4 giờ sáng ra đến cái khu vực cái là vị trí an toàn. Thì lúc nãy lại tôi thì lại họ điều động thời gian là lên cùng với trinh sát bám ra cái quốc lộ Lệ Xuân á, là bám ra là nó tiếp tục mà hắn lại đi bọc hậu về mình lên. Thì ban đêm thì coi như là lại họ nói coi như là đơn vị ra ngã ba là phục kích,
phải đi ngay, đi trước ngay, mang cả DH7, DH10. Nhưng mà đêm ấy là nó không ra, nó không vào. Vào không biết khả năng DH10, DH10 ta bấm gần quá chắc cũng không còn nữa. Vâng, nhưng mà may nó không vào. Nhưng mà vẫn nghe ở cái lối cách ấy khoảng đủ 200-300 mét ấy, ăn đầu hầm các thứ đêm ấy. Vẫn nghe lục cục vẫn nghe, nhưng mà nó không vào. Sáng hôm sau 7 giờ sáng, đơn vị tổ chức tấn công, gọi là dùng tấn công ấy. Này, tấn công thế thì coi như là bắt đầu đơn vị coi như là bổ sung về, nó cũng có ý để tính một tiểu đội 1-2 người, có phải là 112-113 người như lính chính quy phía Bắc đâu. Lính chiến trường ăn chỉ có vậy thôi, tại là một trung đội có khi là 9 người vậy thôi đó. Cuối cùng là chính xác bố trí xong là 7 giờ sáng là tấn công nó cái khu ấy. Khổ, gặp cái anh lính mới bổ sung về, bảo bắn đi. Nhìn thấy rồi, hắn đang đào hầm người thì xem thế này, người thì phát cái cây lại. Mà bảo thế này bắn, bảo lại Chúa không có giết người. Ô trời, tôi không biết làm cách nào nữa. Cái thằng là theo Thiên Chúa. Cái thằng là cái thằng cao đài Thiên Chúa, nó người ở Sài Gòn. Hắn ở quận 8. Cuối cùng tôi tát cho một phát, lăn ra tôi cướp lấy, tôi giơ lên. Tôi làm cho một phát. Cuối cùng là cái thằng đang xén ấy là bay luôn. Thằng thì lắp một khẩu 12 ly đại liên đang lắp thế này. Thằng thì đang vác cái cây để mà để làm hầm. Tôi nên cái, bay cái khẩu đại liên luôn chết. Mà nó nhanh lắm, nhìn thấy lũ ta bên này cũng hô xung phong, nhưng mà có ai xung phong được lúc ấy, không kịp. Cuối cùng là nó không đồng loạt được hiệp đồng với quay ạ. Có người thì hắn cái linh mới nữa, bà hô xung phong thì nó nằm xuống, cái lính mình ấy khổ lắm anh ạ. Ôi chà, không biết là cách nào, chỉ có mình thôi. Sau khi coi như là hô lên ấy là cái khẩu ấy là tan, còn xác nó nhảnh lắm, nhảnh cũng nhanh hơn mình. Hôm đó là anh bắn lấy xác à, hắn lôi à, hắn lôi hắn vác đi. Mà bắn bên 10 chứ mình bắn, anh bắn bên 10 mà bên 10 thì tan thôi. Mà cuối cùng là bà không cho nghĩa thì không giết mình, nó giết mày. Thua. Mà bọn nó hay lắm anh, hắn bắn lên trời thôi, không bắn người. Ôi chứ, cuối cùng là hô xung phong, hô xung phanh, rồi các thứ là thu dọn các thứ, một số là nó cũng chạy, một số đó có bộ hầu á. Hắn cũng, hắn chết là chết cái chỗ tôi bắn ấy à, còn các thứ là nó không kịp. Các nổ súng bên kia là hắn đẹp nó bỏ chạy, nó bắn trả lại, nó bỏ chạy thôi. Các đơn vị đều là một đại đội hai, thì là cũng chưa kịp nổ súng. Nhưng mà mạnh dạn bên này tôi sát gần, gọi là cái đơn vị đại đội 2 coi như là gọi là thường là thọc sâu mà, tấn công thọc sâu mà. Cuối cùng là đánh lên mà hát cũng bỏ chạy hết, còn cái xác cái khẩu đại liên khóc cong cái nòng ăn trúng vào hát đây đến cái chỗ đến làm cái chính thinh ấy thôi, mà nó gọi là cái trảng. Cây dầu hoặc là các cái ổ mối thôi, ta lợi dụng cái địa hình là đánh tốt lắm, thuận lợi cho đơn vị tấn công, rất cái lúc ấy nọ. Nhưng mà cuối cùng là cái nó cũng bỏ chạy, tức là bỏ chạy là cái gọi là cái đơn vị này, tiểu đoàn này, khoảng độ 1-2 hôm sau hoặc là 1 tiếng đồng hồ nó bất kể đến tạm dừng để mà ăn cơm, thường là cứ cơm nắm mà rồi ăn cơm. Cuối cùng là cái đại đội 1 bên kia là nghe hát bùng bình cho một phát, rồi lại 2 người bị thương, B10 nó đỡ, nó hơi văn xa, hắn bị mảnh thôi. Có một thằng tên thằng Lộc, hắn bị vào mắt. Cuối cùng là lại phải giải tỏa xong, lại đánh lên, lại tiếp tục không kịp. Thì qua nhà đi cắt ngang qua bằng cái thường là cái thôn sóc ấy là tấn công lên á. Là nó cái lúc nào nó cần mưa mà cái khói mù, khói các cái hơi mưa các thứ nó kiểu như sương á. Là bắt đầu coi như là tấn công lên, thì mà qua một cái cánh đồng, hắn cái cánh đồng này hắn gọi là toàn là cái rau ngộ. Nó thơm phức cái bộ đội vào á. Là bắt đầu là xe tăng mình, bộ phận xe tăng đánh cái bên cái cánh đồng bên phía
phía gọi là hắn gọi là phía nam, cái đơn vị là đuổi lên nó có 6-9 người, đơn vị thì đang nằm ngồi để mà chờ đợi là nó chạy lên, bắt đầu nó chạy lên rồi mà tôi là phải đi trước mà, cứ thường là cái mồi coi như là ai tin tưởng là không phải đi trước, rồi là cái đại đội 2 anh hùng nữa mà lại cũng cái tiểu đội 2 nữa, cái mũi thọc sâu. Cuối cùng là tôi cứ điểm viên 1 thôi. Viên 1 cũng trải qua cứ viên 1 một hút mà thẳng mà to béo là mặt đèn chỉ. Cuối cùng hắn ngã xuống nó ôm lấy cái khẩu súng AK. Mở sau khi là tôi chạy lên tôi bóp đầu hết một nửa băng. Cuối cùng không được hắn đây ra đến ngoài cây xanh ấy thôi. Mà bắn bao nhiêu nó cứ nảy người thì cứ tưởng là nó còn sống, không phải. Lại ném lựu đạn, ném tầm này nó lan đến cái đầu của nó tan mất một nửa rồi. Nó lại dính cái máu rồi óc vào cái khẩu súng, nó tanh. Cuối cùng tôi chạy lên tôi phải cướp khẩu súng chứ, bởi vì thu dọn chiến trường ấy, ai nhanh ấy phải thu vũ khí. Lên mà mán tanh nhưng mà, được rồi tôi lại trao cho cái thằng Thà. Thằng Thả người Thái Bình, cố gắng giữ lấy, giữ lấy để mà các thứ mà mình có hắn băng đạn cũng có nhiều cái thằng á, mà cuối cùng là hắn lật ngửa lên, hắn mấy cái có người có lô hắn cho mấy phát vào cái tài luôn, lại tiếp tục hành quân xuống cái phun sóc ấy, cơm chưa được ăn, cơm chưa được ăn, lại coi như là bố trí của nhà là cái phục kích để nó lên không, nó không lên bao giờ, hắn không lên đối diện, hắn cứ bộc hộ phải trái dậy lên thôi. Sau khi là nghe đẹp đẹp bên này, bây giờ tức này lúc này là cũng gặp một trong trường hợp của những cái B-40 này, cuối cùng là chạy qua hai người nhưng mà có cô con gái thì nó mặc váy thì nó chạy trước. Y tá của nó, hắn đeo cái bảo cái tốp y tá. Hắn chạy mãi không được. Tóc mấy quả tôi là kể cả, có cả AK và cả M19 mà. M19 tóc chạy sang bên này, tóc bên này chạy sang bên kia không được. Nhìn sang bên này thì không ổn rồi. Không ổn rồi, phải nguy hiểm rồi. Nhưng mà cái thằng này dùng giáp tay. Hắn ngã xuống là nó úp xuống thế này. Lên cuối cùng là cả cái ông Thành Bộp là chính trị viên trưởng vào chạy lên. Bảo mày chạy lên trước, kiểm tra lại không, hắn còn sống là nguy hiểm đó. Chạy lên thì coi như vừa chạy lên coi như là xong thằng này hắn chết chắc rồi. Nhưng mà ông nhìn vào cái hàng rào toàn là cái gai xương rồng ở trong, nhưng mà quấn một thằng nó đang nằm ở đây này hắn cũng bị thương. Cái ông này ông dô lên ông làm cho mấy phát vào cái thằng này ông chết, đúng lên là chết được cả hai người, mà cái cô ấy là hết đầu 9 quả M19 thua, không trúng ăn. Tóc bên này là vẫn chạy sang bên này ăn cao số, con quốc lộ ông cũng khả năng bằng quốc lộ này thôi. Chóc bên này, hắn chạy sang bên này, hắn chạy nhanh mà. Cái thằng S-Tay rằng có bắn chạy váy chứ. Cái thằng S-Tay có bắn chết không? Bắn chết chứ, mà đang lật ngừa lấy được khẩu S-Tay. Cái thằng ấy là S-Tay. Đó là Thành Bộ chính trị viên đúng không? Thành Bộ chính trị viên. Đó là cái thời đó nè. Đấy là cái trực tiếp là bàn tay ấy nè.